100 năm giang hồ đại chiến tại Nhật móc mắt đối phương khi giật, ngay thời điểm 100 năm thành lập. Tổ chức tội phạm khét tiếng Yamaguchi Gumi lại xào xáo nội bộ và sự tách riêng của họ có thể dẫn đến cuộc chiến khốc liệt theo Wall Street Journal 9 tháng 9 năm 2015. Yamaguchi Gumi được ngư phủ Harukichi Yamaguchi thành lập năm 1915 tại Kobe, và người có công biến tổ chức tội phạm này lừng lẫy, sự nghiệp giang hồ là Kazuo Taoka móc mắt đối phương khi giận thời Taoka cai trị từ năm 1946 đến khi chết năm 1981. Yamaguchi Gumi mở rộng như một đế chế tội phạm dấn sâu vào nhiều ngóc ngách kinh tế lẫn chính trị. Mồ côi từ nhỏ, Taoka kiếm sống tại các bến tàu Kobe, sau đó gia nhập nhóm giang hồ Noburu Yamaguchi và trở thành một trong những tay anh chị khép tiếng. Lúc giận, Taoka thường móc mắt đối phương bằng ngón tay, do vậy Taoka có biệt danh con gấu. Năm 1936, lúc 23 tuổi, Taoka bị xử 8 năm tù về tội giết người, khi được thả năm 1943. Taoka được đón về nhóm cũ, và năm 1946, lúc 33 tuổi, Taoka trở thành bố già, sau khi Noburu Yamaguchi chết. Sau khi tiếp nhận Yamaguchi Gumi, con gấu ký hiệp ước với băng cờ bạc lớn nhất Kobe là Honda Kai nhưng bắt đầu tìm cách xóa sổ nhóm này. Nhóm thứ hai bị Yamaguchi Gumi, sáp nhập thành công là Kai, chủ yếu gồm tội phạm gốc Hàn Quốc. Tiếp đó, Taoka thanh trừng nhóm Miyamoto Gumi, tháng 7 năm 1978, Taoka bị ám sát khi Taoka có mặt tại quán Babel Ami tại Kyoto. Một thanh niên tên Kiyoshi Narumi bước vào, nhắm thẳng, bố già, bóp cò, dù có mặt năm cận vệ. Bố già Taoka vẫn bị bắn trúng cổ và tên ám sát chạy thoát là thành viên nhóm Masuda. Kiyoshi Narumi trả thù cho việc Yamaguchi Gumi bắn chết ông chùm nhóm mình, nhiều thành viên Masuda. Trong đó có Kiyoshi Narumi đã ăn cho hỏa táng của ông trùm và cùng thề trả thù. Tuy nhiên, bố già Taoka thoát chết và người ta tìm thấy xác Kiyoshi Narumi trong khu rừng Kobe vài tuần sau, 3 năm sau. Tao chết bởi cú đột quỵ, đám tang bố già, được Yamaguchi Gumi biến thành sự kiện trọng đại với việc tổ chức truy điệu, bố già, khắp nước Nhật. Tại sao chia rẽ, theo Asushi Mizoguchi, một trong những nhà nghiên cứu tội phạm học nổi tiếng nhất Nhật. Có hai lý do chính khiến Yamaguchi Gumi sau 100 năm bắt đầu tan rã, sự oán thù đố kỵ giữa các nhóm cùng sự bất mãn đối với những gương mặt chủ chốt. Và lời đồn rằng ông trùm Kenichi Shinoda 73 tuổi, còn được gọi là Shinobu Sukasa, có âm mưu đưa đàn em nhóm mình Kodokai, cắt cứ Nagoya, lên vị trí trùm tương lai. Shinoda làm bố già Yamaguchi Gumi vào năm 2005, sau đó bị bắt và bị xử 6 năm tù tội sở hữu vũ khí rồi được thả năm 2011, Yamaguchi Gumi là tổ chức có nhiều nhóm chứ không theo mô hình, gia đình kiểu mafia Ý hay Mỹ. Hiện Yamaguchi Gumi có khoảng 23.000 thành viên, chiếm 44% thành phần Yakuza khắp Nhật. Theo Wall Street Journal, cuối tháng 8 năm 2015, Yamaguchi Gumi phát ra một thông báo nội bộ nói rằng 13 ông trùm của 12 nhóm chính đã bị tống khứ khỏi tổ chức hoặc bị treo quyền trong đó có nhóm cực mạnh Yamaken Gumi đóng tại Kobe, cụ thể, theo tờ Asahi, tổng cộng có 14 nhóm tách khỏi Yamaguchi Gumi để thành lập Kobe Yamaguchi Gumi. Đây không phải lần đầu tiên nội bộ Yamaguchi Gumi lộn xộn chia rẽ cuộc nội chiến năm 1984 đã dẫn đến các cuộc thanh trừng khốc liệt kéo dài 5 năm khiến gần 30 thành viên bị giết và hàng chục người bị thương. Mâu thuẫn nội bộ có lẽ bắt đầu từ năm 2008, khi ông chùm Tadamasa Goto bị tống khỏi Yamaguchi Gumi bởi không chỉ, không, đi họp mà còn bí mật hợp tác với FBI trong cuộc trao đổi những bí mật của tổ chức để đổi lấy visa vào Mỹ nhằm thực hiện ca ghép gan. Hiện trốn tại Campuchia, Goto nói rằng mình sẽ trở về Nhật để giành lại quyền. Trước khi xảy ra cuộc đấm đá gây chia rẽ, Yamaguchi Gumi đã biến họ thành một tổ chức kinh tế có sức ảnh hưởng cực mạnh. Robert Feldman, nhà phân tích thuộc Morgan Stanley Japan Security, nói rằng Yamaguchi-gumi là tập đoàn tài chính chẳng khác gì một gômen sách nhưng được trang bị súng, Giao và sát thủ. The Daily Beast 28 tháng 8 năm 2015, sở hữu các hãng kiểm toán, hàng trăm công ty bình phong, có mạng lưới quản lý chuyên nghiệp và thậm chí có các công ty dữ liệu, họ kiểm soát gần như hoàn toàn ngành công nghiệp giải trí Nhật. Có lúc họ cài người vào hệ thống công nghệ thông tin, năm 2007 khi đường dây này bị phát hiện người ta mới biết rằng Yamaguchi Gumi đã tiếp cận được kho dữ liệu cá nhân của 3,2 triệu người Nhật. Không dừng lại đó, Yamaguchi Gumi thậm chí luồn sâu vào hệ thống chính trị tháng 2 năm 2015. Bộ trưởng giáo dục thể thao văn hóa khoa học kỹ thuật Hakubun Shimomura đã bị phanh phui nhận tiền từ Yamaguchi Gumi. Theo Menichi Shimbun, có hàng chục ông nghị thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do LDP từng nhận hỗ trợ tài chính từ nhiều công ty liên quan Yakuza. Và Menichi Shimbun cho biết thêm cảnh sát Nhật từng bắt ông trùm Santada cùng hai đệ tử với tội cung cấp gái cho một ông nghị nghỉ hưu tên của nghị sĩ này không được nêu nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Tháng 7 năm 2011, báo chí Nhật phanh phui thêm một vụ liên quan nghị sĩ Hideaki Omura thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do LDP. Người từng nhận tiền của Yakuza trong các chiến dịch tranh cử tệ hơn, có trường hợp cho thấy Yakuza còn gài người vào bộ máy công quyền. Cuối năm 2003, cựu vũ nữ quán bar Misuyo Ohira kẻ được mệnh danh ái thiếp của chùm giang hồ đã trúng cử ghế phó thị trưởng Osaka, Misuyo Ohira, vốn là vợ một chùm Yakuza, đã lọt vào bộ máy tranh cử địa phương bằng chiến dịch vận động hậu trường của giới tội phạm. Với sự bao che của giới chức tham nhũng, Yakuza cứ thế phát triển dù chúng cũng liên tục trở thành mục tiêu của cảnh sát. Tháng 10 năm 2003, cảnh sát Nhật đã bổ vây trụ sở Nadaku của nhóm Yamaguchi Gumi để tìm bằng chứng cho thấy tập đoàn tội phạm này đã đứng ra làm ô dù cho băng Goryokai lừng danh với hoạt động cho vay cắt cổ. Trước đó, tháng 8 năm 2003, vua cho vay nặng lãi Susumu Kaziyama thuộc Goryokai đã ra đầu thú. Cảnh sát cho biết cá mập Kaziyama, cách dùng của Japan Tham, nắm trong tay hơn 1.000 cơ sở cho vay nặng lãi khắp Tokyo và hoạt động Goryo này đã được Yamaguchi-gumi che chở với nhiệm vụ bảo kê. Yamaguchi-gumi thật ra không xa lạ gì với hoạt động cho vay nặng lãi, ngành đem lại doanh thu 33,3 tỷ yên bòn rút từ khoảng 280.000 nạn nhân khắp nước Nhật chỉ trong 18 tháng tính đến tháng 6 năm 2011. Sự phát triển yakuza còn thể hiện ở điểm thế giới giang hồ Nhật có rất nhiều tổ chức những tổ chức nhỏ nằm trong hoặc liên quan tổ chức lớn và tổ chức lớn nằm trong hoặc liên quan tổ chức lớn hơn chính sự chẳng chịt phức tạp trong thế giới ngầm tội phạm cảnh sát nhật gặp rất nhiều khó khăn trong việc phá án thế giới yakuza theo từng âm tiết yakuza có nghĩa là tám chín ba xuất phát từ môn chơi bài ba lá theo kiểu tính nút như bài cào với dân bài bạc yakuza là thua cháy túi từ đó yakuza tượng trưng cho sự vô tích sự rồi thuật từ này bắt đầu được ám dành cho giới tội phạm tức thành phần ngoài lề xã hội và chẳng tích sự gì cho đất nước Yakuza chia làm ba loại chính, trôm chìa vỉa hè, cờ gian bạc lận và du đãng. loại Tekia và Bakuto có nguồn gốc vào thế kỷ 18 trong khi Gurentai là sản phẩm của nước Nhật sau thế chiến thứ hai. Khi hoạt động chợ đen bùng nổ thời gạo châu củi quế, Tekia hình thành vào thời Shogun Tokugawa Ieyasu. Ban đầu là bọn bán cao đơn hoàn tán dạo nhưng sau đó trở thành bọn buôn hàng gian. Hàng giả, trong khi đó, Bakuto cũng xuất hiện thời Tokugawa Ieyasu thoạt đầu chỉ là bọn giang hồ sống bằng nghề cờ bạc nhưng sau đó trở thành thành phần xã hội đen tham gia nhiều hoạt động tội phạm khác. Chính Bakuto là nơi khai sinh từ Yakuza cũng như Yubisumei cắt ngón tay, để trở thành thành viên mafia. Một ứng cử viên phải trải qua lễ gia nhập gồm việc trích đầu ngón tay để lấy máu chét lên bức tranh một vị thánh rồi đốt bức tranh ngay trên tay kẻ được kết nạp. Lễ kết nạp Yakuza phức tạp hơn và máu được thay bằng rượu sake tại buổi lễ. Vị Oyabun, cha, ngồi đối diện người kết nạp, trong khi Azukarinin, người sau đó, ra bảo lãnh, chuẩn bị rượu lễ. Sake được pha với muối và vải cá sẽ được rót vào ly, ly của Oyabun được rót tới miệng trong khi ly của người kết nạp ít hơn. Hai người bắt đầu nhấp uống rồi đổi ly cho nhau, sau đó, Kobun, con, phải thề tuyệt đối trung thành với Oyabun. Ngay cả việc sẵn sàng hy sinh tính mạng vợ con để bảo vệ cho Oyabun cảm ơn bạn đã lắng nghe chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất